vấn đề này và thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội và điều đặc biệt lưu ý là đã được quy định rất kỹ trong luật giáo dục mới sửa đổi. Tôi nhớ cái điều 32 khoản 3 quy định rất rõ cái trách nhiệm, ai chịu trách nhiệm về sách giáo khoa, từ việc hướng dẫn quy trình biên soạn như thế nào, thành lập cộng đồng và quy trình định ra sao, đến việc phê duyệt sách như thế nào đều được quy định bằng luật chứ không phải bằng văn bản quy luật. Và trực tiếp ở đây là trách nhiệm của bộ, và luật thì quy định rất rõ trách nhiệm của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm về sách khoa tất cả các phương pháp. Nói điều đấy để nói là luật đã quy định rất rõ ràng, việc này không thuộc thẩm quyền trực tiếp của chính phủ hay của thủ tướng chính phủ. Tuy nhiên cũng giống như các vấn đề giáo dục khác, dù không thuộc trách nhiệm của chính phủ của thủ tướng, nhưng chính phủ và thủ tướng chính phủ đặc biệt rất quan tâm. Chính phủ trong các phiên họp gần đây đều đã thảo luận, đều không nói về vấn đề sách giáo khoa. Thủ tướng nhắc rất nhiều lần, phó thủ tướng trực tiếp 2 lần họp với bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cùng với lãnh đạo của ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của quốc hội, cộng với các chuyên gia, kể cả những người tham gia chủ đề và viết chương trình, và rất nhiều cuộc trao đổi riêng cá nhân tôi nhiều lần gặp từng đồng chí và các thầy cô giáo nữa, thì sơ bộ đúng như đại biểu quốc hội nói, sai đến đâu sai lúc nào thì phải đưa công chuyên môn. Vì chúng ta ngồi đây kể cả các bộ trưởng dạy cũng nói với tôi, bộ trưởng không hề có kiến thức và kinh nghiệm để dạy nước mắt nước mũi thì cơ quan chuyên môn. Nhưng qua các lần làm việc đấy, tôi có thể nói là bộ sách giáo khoa đã được biên soạn, nhưng mà đúng kinh nghiệm của nhóm cánh diều và đã được bộ thẩm định và phê duyệt là có lỗi, có sai sót, có sạn tùy theo các trường hợp, nhưng mà có. Và cái lỗi này cần phải được tiếp thu một cách rất cầu thị, một cách rất khoa học để tiếp thu. Có những việc liên quan đến chuyên môn để dạy ngôn ngữ cho trẻ mới bắt đầu đi học thì người bình thường không hiểu, thì phải có trao đi được lại một cách rất là đòi hỏi cầu thị và chân hết. Và thủ tướng chính phủ cá nhân tôi đã trực tiếp qua các lần làm việc và yêu cầu để vận dụng đúng như tình hình thực tập. Và đồng chí bộ trưởng thì đã báo cáo với chính phủ về cá nhân tôi là đồng chí bộ trưởng đã nhìn nhận rõ và có sai sót và trách nhiệm của cán bộ, trong đó trách nhiệm của cán bộ là bộ trưởng và chỉ đạo. Và bộ trưởng cũng đã có các bước chỉ đạo theo tôi, chúng tôi đã có ra học chỉ cũng khá cương quyết. Ví dụ như là bộ trưởng đã thành lập cộng đồng, thì cái việc này tiếp tục chính phủ chỉ đạo bộ trưởng nói riêng và cả bộ nói chung phải hết sức lưu ý, bởi vì những sai sót đấy là có thể chứng được, thì chúng ta phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Và tôi cũng báo cáo với các bộ và nhân dân, trong các cuộc họp nội bộ thì chúng tôi dùng từ nghiêm túc và nghiêm khắc để cho quy trình biên soạn chỉ định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, lớp 2 các năm tiếp theo không để xảy ra tình trạng như vừa rồi. Còn ở đây thì chúng ta làm như thế nào thì có rất nhiều việc mà tôi chỉ xin dùng điều này thôi. Có rất nhiều việc là bộ không thông tin kịp thời và không có sự trao đổi đúng đắn một cách cần thiết. Tôi trực tiếp nghe các bộ từ hôm qua đến nay các đại biểu nói rất nhiều, và bộ trước đây cũng nói rất nhiều là cứ một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, cũng có ý kiến nói là đây là một bộ, thì cái này bộ nó không hiểu là thì thưa với các bộ việc này cũng liên quan đến ý kiến đánh giá về sách giáo khoa, cho tôi xin được nói rất quan trọng. Trước đây chúng ta là một chương trình một bộ sách giáo khoa, chương trình và sách giáo khoa gần như không phân biệt và không như vậy. Tôi có hỏi các cô giáo ví như thế nào cho dân dễ hiểu, thì giáo viên lớn là nữ cho nên là chị em thì nói với tôi, các cô nói với tôi có cái này thì anh có thể nghĩ được thì mọi người cũng dễ hiểu. Trước đây chúng ta quy định là một bộ sách giáo khoa và
ví dụ như quy định áo dài đồng phục một màu một kiểu. Bây giờ một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa để phát huy sáng tạo để không được quyền là quy định chỉ cần áo dài, còn thì màu sắc chất liệu kiểu dáng khác nhau. Nhưng mà nhiều cái tươi đẹp hơn nhưng không có nghĩa là cái áo dài mới đấy. Nhìn vào cái này vẫn là áo dài. Và về chất liệu, về đường kim cũng chỉ là đẹp hơn cái áo dài đồng phục mà một màu một kiểu trước đây. Và vì thế dù rằng có một bộ sách hay nhiều bộ sách thì chất lượng vẫn phải tốt, ít nhất là bằng hoặc tốt hơn ngày xưa. Và để đó thì trách nhiệm là của bộ giáo dục và không thể nào bộ giáo dục hoàn thành được nếu không có sự đóng góp đông đảo của đội ngũ giáo viên, các nhà khoa học giáo dục và đặc biệt là toàn thể nhân dân. Và chúng tôi đã chỉ đạo rồi bộ giáo dục cần tận dụng công nghệ thông tin đưa các bản thảo sách giáo khoa lên sớm trước khi in phê duyệt, thậm chí trong quá trình thẩm định để mọi người dân, trong đó có rất nhiều giáo viên và những người có kinh nghiệm rất trẻ, người ta sẽ góp ý và qua đó thì mình tiếp thu chất lọc những cái đúng để mình thu những cái nào chứng thì mình có giải thích ra để mà toàn xã hội được lợi, vì tất cả chúng ta, tất cả đều vì tương lai đất nước đều vì con cháu.